Trẻ dưới 4 tuổi phải có ghế riêng khi đi ô tô, chọn loại nào để đảm bảo? Trước đề xuất trẻ dưới 4 tuổi sẽ buộc phải có ghế riêng khi đi ô tô, nhiều phụ huynh phân vân không biết loại ghế nào sẽ phù hợp và chất lượng. Chị Phạm Thị Huyền, trú tại quận Nam Từ Liêm chia sẻ, khi tìm hiểu về ghế cho trẻ em trên ô tô thấy có rất nhiều loại, từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng từ nhiều đơn vị sản xuất cả trong nước và quốc tế. Thạc sĩ bác sĩ Dương Kim Tuấn, trường Đại học Y tế Công cộng cho biết, thiết bị an toàn trên ô tô cho trẻ giúp đảm bảo trẻ không bị văng ra khỏi chỗ ngồi, ngăn chặn việc trẻ bị va đập vào các bề mặt nội thất của xe hay các vật thể bên ngoài, hướng các lực tác động lên trẻ tới các vị trí có sức chịu lực mạnh nhất trên cơ thể trẻ và phân bố lực tác động trên diện rộng, bảo vệ phần đầu, cổ và cột sống của trẻ để giúp trẻ tránh không bị thương bên trong xe khi xảy ra va chạm. Đối với nhóm 1-2, tức trẻ từ 15 đến 25kg, hoặc nhóm 3, trẻ từ 22 đến 36kg, tất cả các TBAT có sử dụng dây đeo đùi. Phải đảm bảo rằng lực tải trọng do dây này truyền qua khung xương chậu của trẻ, đai hình chữ Y chỉ có thể được sử dụng trong TBAT cho trẻ em quay mặt về phía sau. Bên cạnh đó, TBAT phải tuân thủ đạt các yêu cầu trong thử nghiệm đối với chống ăn mòn, hấp thụ năng lượng, lật ngược, các bài kiểm tra về động năng.